Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em cái cách để mình làm những cái bức ảnh mà mình đăng lên những fanpage của mình để kéo. Mọi người để ý những bức ảnh này, có những bức ảnh kéo rất là ác, mọi người thấy không? Rất là nhiều người quan tâm. Thì do content của mình thôi, thì mình test dần, mình thấy là cái điều gì mà khách hàng họ quan tâm, điều gì mà khách hàng họ muốn lắng nghe mình thì mình đăng. Đấy, khi các bạn làm đủ nhiều chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là có những cái thứ mà rất là nhiều người thích xem, có những cái là đăng lên chả ai xem cả. Nhưng mình nghiên cứu và mình sẽ cùng nhau lọc ra xem là cái content nào tốt thì mình làm. Đấy, thì để mà làm đến cái ảnh này á, thì có hai phần. Một là các bạn phải có nội dung ảnh, mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái trang để có thể tạo được ảnh. Đấy nhá, anh em vào chỗ đó là Canva, chưa? Canva đây. Anh em tích vào cái là bài đăng Facebook. Đương nhiên là trong này có rất là nhiều các loại dạng bài đăng này, anh em để ý thấy rất là nhiều loại này. Bìa sách rồi bìa trang Facebook các thứ này, anh em làm rất là nhiều các loại thể loại content đây. Rất là nhiều loại. Đấy, nhưng mà mình đăng Facebook thì mình ấn vào bài đăng Facebook. Thì ấn vào bài đăng Facebook thì nó sẽ có một cái thiết kế là cái kích thước của nó là phù hợp cho cái bài đăng Facebook sẵn rồi. Nên là mình không phải edit gì nhiều. Sau đó mình lựa thôi, chẳng hạn như mình lựa cái nào là đấy, cái này đi chẳng hạn. Đấy thì nó có rất là nhiều loại nhá, mình ấn đây. Đấy, mình có thể sửa content này. Thì cái bản này của mình không phải bản pro nên nó không chọn được cái pro. Cái này là một trong các hình ảnh pro. Mình chọn hình ảnh bình thường nó chẳng như cái này. Không có cái chéo chéo này. Đấy, nếu thì cái này là cái một trong cái pro thì mình bỏ. Đấy. Nếu mà anh em mà có điều kiện thì mua bản pro này dùng, còn nếu không thì mua cái không thì dùng cái này cũng được. Mình có thể sử dụng hủy. Mình có thể sử dụng những cái này để mình lựa chọn này, đấy, thay đổi hình ảnh các thứ, màu mè, đủ thứ trên đời. Đấy, rất nhiều kiểu. Đấy, xong mình thay đổi chữ, chẳng hạn mình có một câu trích dẫn này anh em có thể lấy trên mạng hoặc là tự mình nghĩ ra. Chẳng hạn như là trích dẫn hay này, trong sách này cũng thế. Đấy, rất là nhiều trích dẫn hay. Mình lấy những trích dẫn này và mình cho vào trong cái hình ảnh này để tạo thành content. Anh em ấn vào đây để tải về này, ấn tải xuống, ấn download là xong. Sau khi anh em download xong rồi á thì anh em qua cái fanpage của mình, anh em ấn vào chỗ thiết lập và công cụ đăng. Đấy, vào công cụ đăng nhá. Vào công cụ đăng rồi anh em vào cái chỗ là bài viết đã lên lịch, ấn vào tạo. Đấy, ấn vào tạo. Đấy, ấn tạo sau đó anh em lựa, anh em viết content các thứ, vào đây. Xong rồi cho cái hình ảnh mình lên, xong mình đặt lịch thôi. Đây mình lên lịch này, xong mình đặt lịch cho đăng tự động. Các bạn thấy là mình một ngày mà mình ngồi mình đăng thì rất là mất thời gian, nhưng mà hôm nay mình rảnh chủ nhật chẳng hạn thì mình bắt đầu mình sẽ làm khoảng 5-7 cái, thậm chí là hàng chục cái cài sẵn ở đây đi. Thế xong rồi cứ đặt lịch cho đăng dần dần mỗi ngày. Như vậy thì anh em sẽ nuôi được cái fanpage rất là lớn, càng sau này càng to nhé. Đấy là cái phương pháp mà để các anh em xây dựng cái fanpage cho nó hiệu quả, và cái tệp khách hàng của mình là cái khách hàng thực sự là tiềm năng và nó mang lại giá trị cao, mang lại giá trị về sau này cho mình nhiều hơn nhá. Ok, bye bye anh em. Thì anh em thấy là hôm nay mình học được một cái bài học có giá trị gì đấy thì anh em hãy like, chia sẻ cho bạn bè mình nhé. Ok, bye bye.